bộ sát lửa này như hình. Bộ này mình kiểm tra là chất lửa nha anh em, nên bạn bán dạng tính sát ha. Cho anh em về lấy đồ 300.000. Nay anh em mua cái nắp lửa này mà Honda chữ cầm này 200.000 thôi rồi. Này mình bán dạng sát, anh em mua về lấy đồ, cúng lửa 210 nha. Lửa 210 nè, kích dài nè. Bộ lửa này bán 300 nha, bán tính sát nha anh em. Anh em nào xài thì alo mình. Lửa với 210 không đời. Ví dụ anh em về mà đi xe độ á, đem bộ lửa này mình đi quắn lại chạy còn phê hơn nữa. Lửa này mà đi quắn là chạy rất là phê nha anh em. Rồi 300.000, anh em nào cần thì cứ alo em nha.